Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của SK Free Fire. Hôm nay thì mình sẽ đổi gió một tí, sẽ test cái game ngôi sao bộ lạc. Ok, đây là lần đầu tiên mình vào game. Thì vào game thì nó sẽ có hai chữ là vào nện với đổi tài khoản. Vào nện là thế đéo nào ta? Thử vào nhấn vào nện coi. Đang xử lý. À rồi, ok, chúng ta sẽ đăng nhập Facebook này. Tiếp tục với tư cách huy sĩ, ok. Ủa, sao không vào được ta? Liên lạc thất bại, what the hell? Vào nện, ok. Ok, đã vào được rồi. Siêu pet là pet cao cấp. Cái quái gì đây? Mang bên mình một ô pet phụ. Đéo hiểu cho lắm. Điều kiện bản thân hoặc đồng đội trở thành ma vương, trụ đến phút cuối. Ok, bây giờ di chuyển. Mẹ, có cái thằng người cầm cái kem à? What the hell? Chạy như kiểu game MOBA này. Thể lực không đủ. What? Tại sao? Có thằng nào cầm cái kem đập mình thế nào? Cái quái gì đây? Chọn skill đéo thì lại giống như kiểu là game tỏi ớt cái gì đây? What? Đùa chứ game hot cái gì mà cảm giác nó khó chơi này nhỉ? Đây có một cái búa này, búa gì đây? 1/1 này. What? Sao lại nhốt mình vào cái chuồng này? Cái chuồng lại có cái mẹ cái thằng tím tím đen xì này, sợ thế. Có cái nút chôn này là sao ta? Chôn không nhấn được này. Ghê ta. À, bây giờ 1-2. Đó, cân luôn, chết đi. Nện bố nện mày, chết đi. Chết đi. Ok, good. Cái skill gì này? Sao ta có nút bí ẩn không nhấn được mà ăn đùi gà. Ok, ăn đùi gà chắc là khỏe hơn à. Bố nện mày. Uầy, nguyên tem luôn. Nguyên tem tụi nó nện mình các bạn. À đâu, thằng xanh kia nó giúp mình cả. Giờ nện cái bọn lũ đỏ này. Ui giời ơi. Cái gì này? Cái gì mà cứ bụp này? Wow. What the hell, bọn kia là dụng cả quét kem ra ngoài. Như này được top 1 rồi các bác. Ma vương châu bó rồi. Chơi này khá là dễ dàng nhỉ. Khoe nhận được xu này. Đủ, chơi thử thôi. Nó có cho xu nào đâu. Về sảnh này. Đang liên hệ căn cứ này. Có 20 vàng, mở giao diện ấy. Nhấp vào đây để xếp kỹ năng. Mở khóa, ok. Thu nhập nè. Bộ lạc đang nướng pet của mình. What the hell, sao lại nướng pet vào nện này. Đủ. Mua nhân vật này, có bộ bột hoặc lạc. Chọn con lạc xem nào. Hey everybody. What the hell? Đây, mục tiêu của mình là phải nện những cái thằng máu khác này. Như mình máu xanh thì nội nện mấy đứa máu đỏ. Rớt con mẹ luôn cả que kem ra ngoài. Ôi, mấy cái nấm này ăn được không ta? Ăn được cái bát này. Hút này, hút, ok, nó hiện cái nam châm. Nam châm là nó sẽ tự hút cho mình này. À, em thấy cái game này nó khá giống với là Snatch EO gì đấy. Cũng là chơi game ngẫu nhiên kiểu này này. Chắc là bây giờ mình ăn cho khỏe luôn, gặp thằng nào đã nện luôn thằng đấy đi phải. Ủa, sao mình mất máu hay sao này ta? Thằng kia khỏe thế, chạy. Lát nào chạy nha các bác nhỉ? Ok, chạy. Chạy thôi. Sao mẹ mới chơi game mà đã khó thế này? Với skin các kiểu luôn này. Ok, bên mình có hai người, bây giờ nện thằng này. Thằng này máu trâu thế. Thể lực không đủ này, chết đi, ok, đã giết được nó rồi. Ok, ở đây có hai đứa máu hồng nữa này. Mấy cái nhân vật này khá là hay ấy, mình thấy là cầm que kem mình cứ đập. Ôi, nhưng mà hình như nhân vật của mình là cầm cả con cá hay sao đấy. Mang cá này đập nhau á. Ôi, có cả nhắm bom này. Nhắm bom chỗ nào mấy ông ơi. Mấy được cái này mình đang chơi online hay là chơi off nữa đây. Độ xanh nói chung là phải cân hết toàn bộ. Nện x2 các kiểu này. Ủa? Ôi, bên này đông thế. Sao ta?
skill này. Mà còn ít máu cho chạy thôi. Ui có cái gì mà đỏ này. Đông thế. Ok. Ô vào đây giúp em các bác ơi. Để thằng này nó đập cho thì đúng là nhục luôn, còn mỗi tí máu. Ui đừng nện mình các bạn ơi. Ui bị choáng này. Nếu nện chúng là bị choáng. Cứu. Anh ơi cứu em với. Cứu chết rồi. Bạn đã bị đánh bại, thủ phạm là Na Tham Phạm hồi sinh. Ô cứ chết là được hồi sinh nhá hả? Ta mình sẽ đi theo cái hướng đỏ này xem có cái gì không ta. Wow. Đông quá, tụi nó có hai thằng luôn. Bị choáng này. Bác ơi, ok qua đây nện chết đi. Chết đi, gian me mày hẻ bưởi. Nện hai nháy luôn này, con double kill này. Bọn đen này nhìn đáng ghét quá luôn ấy. Ủa, sắp xem em bị hóa thành con đen rồi. Ranting nện cả thế giới. Wow, hình như thì mình biến thành ma vương rồi. Nện nhiều quá bây giờ biến thành ma vương. Cái game này nó ngộ ghê, mình không hiểu cách chơi. Cứ vào như kiểu là đập như này thì có cái gì hay ta, mà nó cũng là game hot ta. Chắc là nện càng nhiều càng khỏe sao các bác ạ? Yeah, nào đập nó bạn ơi. Ok, nện hai nháy luôn. À, ăn mấy cái vật ở đường đi này nó sẽ giúp cho chúng ta tăng máu này phải này. Mình thấy máu bắt đầu tăng này. Ok. Uầy, bây giờ là mình đen xịn, mình to luôn. Uầy, có cả cá voi này các bạn này. Nãy vừa cưỡi cá voi. Sao ta? Bây giờ mình sẽ tìm kiếm tụi nó. Đây này. Bây giờ anh khỏe rồi, anh sẽ cân hết nhá. Nện hết nhá, không chừa một ai. Nện. Bây giờ anh thành ma vương rồi, anh cân hết nhá, không phải xoắn thằng nào cả. Double kill hai nện này. Triple kill này, triple kill. Ok nện ba nháy luôn. Cứ như kiểu đánh đề ấy, nháy. À đấy, đánh lô các bác chứ. Một lô 2000 điểm à 22000 mới cứ nháy, một trúng một nháy, một trúng hai nháy các kiểu. Việt Nam hôm nay mega kill nện không phanh, tuyệt vời luôn. Rồi mình chơi game này cái cảm giác như kiểu là chơi bình luận bóng đá đấy. Bá đạo quá luôn rồi, kiểu này chắc là 1-3 rồi. Mình quá là bá đạo luôn rồi. Sao ta? Đừng để nó chạy các bác ơi. Chết đi bạn ơi. Nện tàn bạo không nhân đạo, what the hell. Cái game nện là sao ta? Nện hổ báo cáo trồn, what? Nện này bạn, 8 người liên tiếp rồi. Ôi ông nào nhắm cái búa qua đây đây. Ô choáng này. Ông nào vừa nhắm tôi ra đây, mẹ tôi xử luôn. Dám nhắm búa, chết đi. Ok. Bọn mi thật là đáng ghét. Hình như là còn 24 giây nữa là sẽ kết thúc cái màn chơi các bạn ạ. Nện hai nháy này, ok. Cân nặng là 3174, mình không hiểu cái cân nặng này nghĩa là sao ấy. Hình như là càng nặng càng có trọng lượng các bạn ạ. 3175 rồi, 24 giây nữa. Như là sẽ đến có cái gì đây, ở dưới này cách 60m này. Như chắc là có đánh nhau ấy. 46m nữa, không. Sao đây ta lại được top 1 này, Octa kill này. Octa kill hình như là 8 kill liên tiếp hay sao đấy. Kết thúc sao ta. Có theo dõi được hình như là game này chơi được khá nhiều nước này. Việt Nam này, Nhật Bản này, rồi là có cả Mỹ sao này. Mình một anh bạn Italy này, okay. Nhật Bản này, ok về sảnh thôi. Nhận mảnh bay đạp có nghĩa là sao ta. Nhấp để xem và sửa thông tin cá nhân. Nệ là Tha Thu á. Tên Sĩ Kẹo 99 ý. Cái này là nickname của mình nhờ. Ký tên. Để mình ký tên xem. Nệ không nghỉ luôn. Ok. Giờ
giới tính nam này, quốc gia Việt Nam này, ok. Còn khu vực chưa rõ là sĩ kẹo 99 này, hoặc là sao đọc cổ dân là sao đọc, không hiểu hiểu mình cái này cho nó quy tắc. Khi bậc giảm, nếu bậc nếu đạt bảo vệ 40 điểm, bậc sẽ giảm, cô không hiểu bậc giảm, nên nó giống như kiểu là hạng ấy. Mình cũng chơi lên quân ấy. Cái này giống giống như kiểu hạng ấy, chơi game ấy. Trận cái kiểu cá nền. Hôm nay chúng ta chơi thử cái máy thôi. Trong này có cái mục hoạt động phần thưởng mỗi ngày, tham gia 3 trận đấu hạng và tặng Noel thứ lên. Hôm nay hết rồi mà vẫn chưa tặng quà Noel cả. Ok, điểm danh Noel thế này. Tích lũy đăng nhập một ngày là gì ta? Hoặc chặt không hiểu là chơi ngay tạo phòng hoạt động các thứ nha. Đêm PUBG. What? Sao lại có cái chế độ Battleground trong game này ta? Ok, mình sẽ nhấn thử vào xem. Xem là có cái gì ở đây. Nệm đêm PUBG level 3. Ok, quá buồn luôn, mình đang level 1. Chỗ này có mục nâng cấp này. Cái không biết là cái vàng ở đây để làm gì ta? Mở dương chuyển hóa thành vật phẩm dư. Kéo vòng quay đi. Quy tắc. Wow, sao ta? Điểm danh này, đấu hạng. Ok, đấu thử đấu hạng xem. Kêu gọi mọi người vào nện. Thì đây là mời này. Mời một số người vào nện này. Mời vào các bác ơi. Vào đây để nện với em nào. Kêu gọi cùng nện này. Xung quanh này, ở đây là gần nhất này. Hâm mộ này, không có ai cả. Chắc là mình chơi một mình thôi. Vào nện một mình xem. Lúc nãy chơi lạc lạc rồi thì bây giờ mình sẽ chơi bộ đi. Ok, sĩ kẹo 99 ơi. Lúc nãy mình chơi biết rồi, bây giờ càng ăn nhiều đồ càng khỏe. Cứ ăn nhiều đồ đã. Xong rồi chạy đến nơi mà có những cái máu màu xanh như này này. Là có đồng đội này, các bác này. Đồng đội này, có đồng đội sẽ cân tất cả các đội khác luôn. Lùa tên này, không để nó sống. Nè. Nện nó bác ơi. Nện thằng vàng đây này. Ok. Ở đây chỗ mình 3 cân 1 luôn. 3 nện 1 luôn nè. Nện. Ôi ông kia ở đội vàng cũng vào đây cơ. Bọn tôi đây đội xanh có 3 người luôn này. Nện ca nát các ông luôn. Nện. Combo kill, double kill 2 nện này. Kill. Ok. Wow. Ai đây ta? Ở đây này một cậu đây này. Rồi là đội vàng này. Nện. Em sẽ nện các bác. Nện. Double kill nện hai nháy luôn này. Cái này skill gì ta? Nện. Mình sẽ nện. Nện. Oh, nện thật. Nện ba nháy luôn. A à, hi hi. Ok, ở đây cây thông còn 40 men nữa. Nghĩa là sao ta? Quay đừng nện em các bác ơi. Tem đâu cứu em? Tem mình đâu rồi? Đây ok, nện các bác. Nện ok. Nện nó. Quay em hóa ma vương rồi. Kiểu này chắc là cân ôn luôn rồi. Nện hai nháy này. Quay hóa ma vương như là như kiểu cuồng nộ ấy. Wow, ba nháy này. Ôi thôi, chết rồi. Bà đã bị đánh bại, thủ phạm là cái cô hồi sinh nhá. Ôi. Bác này level mấy khỏe thế? Ok, hình như là em một khỏe hơn bác nữa luôn này. Chạy á, không được đâu nhá. Chạy không được đâu nhá. Chạy không được đâu nhá. Nện bao này. Ok, đã nện được một thanh niên này. Chỗ này có mấy cái búa mình sẽ ăn nào. Chắc là que kem sẽ to ra. Thêm đạn này. Yeah, ok. 2 cân 1 luôn.
2 cân 1 luôn. Ui, ông trên này biến thành ma vương hay sao đó này. Nện bác ơi, nện thằng máu hồng này. Nện nó. Nện, chết đi. Mi thật là đáng ghét. Ok, nện xem thằng máu vàng này nữa này. Dám chơi với ta. Thể lực không đủ, what the hell, mình không hiểu cho lắm. Ôi, mình lạc lõng rồi. Có một mình trên này thôi. Đâu rồi, đậu xanh của ta đâu rồi? Ok, có bác nào trên này này. Ok, để em chạy lên. Ok, chết đi. Ui, tem chúng nó đông quá. Cái hộp quà với đùi gà này là sao ta? Không tăng máu à? Không tăng máu ở trong. Ui, ok. Ăn mấy cái này để tăng máu nào. Bây giờ nhá, mình sẽ ăn mấy cái này tăng máu tí vào nện lại chúng nó luôn. Mình là ma vương rồi thì phải này, lên ma vương này. Có cái đầu giống kiểu đầu trâu ấy. Chết đi. Ok, chết đi. Mi chết đi, mi thật đáng ghét. Chết đi. Ta thật nện dịu. Ok. Đầy máu luôn. Lên level 9 rồi này. Game này chơi có vẻ khá là dễ dàng đấy nhỉ. Ông kia tính nện rồi. Ông kia lên level 5 mà đòi nện tôi á. Chết đi. Còn không chịu đầu hàng á. Không chịu đầu hàng này. Thì mình thấy cái game này lối chơi của nó khá là đơn giản thôi. Ăn những cái vàng này sẽ giúp tăng máu này, sau đó là mình có thể đi gặp nhau đến những cái hướng mũi tên xanh trên bản đồ để đi cùng đồng đội ấy. Dù đồng đội khoảng là nhiều người đi nện thì mình sẽ đỡ bị chết hơn. Game chơi khá là dễ dàng thôi. Thể lực không đủ này. Chết đi. Ok, mình đã giết được rồi. Sĩ kẹo 99 có cái hình đầu trâu gì này. Thử chạy vào cổ bom xem. À, mình có ăn được cả bom nữa cơ. Hạ ông này chết đi. Chết đi. Đáng ghen này. Chết đi. Ok, đã chết rồi. Sao lại dám ăn hiếp đồng đội của ta nhá. Double kill nện hai nháy. Ok. Không được ăn hiếp đồng đội của ta nhá. Không được ăn hiếp nhá. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Còn mấy giây nữa thôi ta phải nện chết người. Chết người, nện 3 nháy, ok, không. Ok, lại được top 1 rồi. Như vậy là cái game này kể cả đấu hạng cũng khá là dễ đấy. Mình đã được cấp thổ dân 2 này. Theo dõi một số người cùng chơi với chúng ta này. Về sảnh này. Nhận mảnh bé đẹp mình không hiểu cho lắm. Nhưng mà ở đấy thì sẽ có đấy, còn mùa giải thì chắc là được các cái hạng này thì các bạn sẽ được tặng những cái món đồ tương ứng này. Mình không hiểu cho lắm. Còn là chỗ tạo phòng này chắc là chơi bạn bè riêng này. Đấy, YouTube là sao ta? Chắc là kênh YouTube của nền nền 360 Mobi này. 16.000 người đăng ký này. Ok, hoạt động này, điểm danh này. Thì như vậy là mình đã hôm nay đã review thử cái game nện nện này, chơi cảm giác khá là vui các bạn. Chơi game kiểu xả street ấy, vào mình xả skin vô tư luôn. Đấy thì là các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.